chào cô chú và các bạn. Hôm nay ở Gilroy, California của mình trời nắng ấm đẹp lắm, cho nên ra vườn quét sân dọn dẹp rồi ngắm hoa một cái khu vườn nhỏ bé của mình. Những cái cây ăn trái của mình bây giờ cũng có hoa rồi, nở đẹp lắm. Vậy là mùa hè này mình sẽ có trái ăn. Là một hơi mệt quá rồi, không biết ăn cái gì, gọi cho ông xã hỏi hôm nay thích ăn cái gì. Ông xã mình nói đổ bánh xèo đi. Mình lại nhìn trên bầu trời thấy nắng mát, đâu có mưa đâu mà ăn bánh xèo. Nói như vậy có nghĩa là khi mình ăn bánh xèo vào mùa mưa thì rất là ngon. Hôm nào cô chú và các bạn thử thì sẽ khác biệt liền. Nói về đổ bánh xèo thì ai cũng biết hết rồi. Mỗi nhà đổ bánh xèo khác nhau, nhưng đặc biệt hôm nay mình chia sẻ cái bí quyết của mình nha. Nói về bột thì mình nói sao, còn nói trái su su là một loại su su mình chỉ có mua được ở chợ Mễ vì họ mới có loại này. Một trái su su này to hơn cả một bàn tay, giá là 2,50 đồng một trái, khoảng 2,5 pound. Mình có chia sẻ cái loại su su này để trồng lấy giống ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ra khu vườn của mình đi hái rau. Mùa này thì không có nhiều lắm rau bởi vì mình không có trồng nhiều. Mỗi một năm đúng cái mùa hè là quá trời rau luôn. Và bây giờ mình vô nhà ha, làm món bánh xèo thì mình phải cần hai nguyên liệu này, bởi vì bánh xèo giòn hay không, mỏng hay không là do chế biến của mình nha. Cô chú và các bạn làm thử đi một lần, nếu không thích thì trở lại công thức của gia đình. Thứ nhất là phải có bia, thứ nhì là mỡ. Rồi bây giờ mình nói về bột bánh xèo. Có rất là nhiều loại để cho mình chọn lựa. Loại nào cũng được. Nhưng trong những cái bột bánh xèo, người ta có cái thì đã bỏ bột nghệ và hành và dừa trong đó rồi, chỉ cần quậy là ăn. Còn có cái thì không. Riêng mình thì lúc nào về mình cũng sẽ bỏ thêm bột nghệ vào. Bây giờ bánh xèo thì mình phải cần có những gì? Đây là tất cả nguyên liệu mà mình dùng để đổ bánh xèo. Đơn giản lắm. Hôm nay thì mình sẽ có một cái món đặc biệt, đó là su su. Bởi vì có một người bạn ở trên đã coi kênh của cô Hồng Cuộc Sống Mỹ, thấy mình nói về trái su su, chia sẻ cách trồng, thì người đó nói cô ơi, lấy trái su su nè, đổ bánh xèo ngon lắm. Cho nên hôm nay mình sẽ đổ bánh xèo ăn thử coi có ngon hay không. Thịt và tôm, mình có thể lựa chọn những loại thịt, loại tôm gia đình thích. Trong cái phần bánh xèo thì lúc nào cũng có hành, có giá, có đậu xanh. Nhưng riêng mình thì gia đình không có ăn đậu xanh. Nói thêm một phần nữa thì dĩ nhiên là nước cốt dừa, có người thích, có người không. Còn rau thì phải nói, chọn lựa thì nếu mình ở gần các chợ Việt Nam thì có nhiều lắm. Nhưng nhà mình thì xa, nhưng nói đúng ra thì mình cũng ăn những loại rau trồng ở sau vườn có thì ăn. Nói về nước mắm thì gia đình cứ chế biến theo cách của mình. Nhưng đặc biệt mình nói cái hũ này đó là hũ tỏi và ớt nước mắm. Không có pha chanh gì trong đó hết. Thì mình xay tỏi và ớt bỏ chung nước mắm, mình để trong tủ lạnh, khi nào cần thì lấy ra và chế ăn rất là ngon. Trong phần bánh xèo thì sẽ có hai cái thành phần rất quan trọng. Đó là mình nói lại là bia và mỡ. Loại mỡ này mình mua ở chợ Mỹ đó, chỗ cái phần mà người ta để làm bánh. Thì cái loại mỡ này để người ta làm tất cả những loại bánh rất là ngon. Và đây là hành lá mình cắt thêm để bỏ vào. Còn nước dừa là hiệu coconut milk. Thì như vậy thì cái nước nó sẽ ngon hơn, đừng có dùng loại coconut cream. Đây, đây là cái mỡ nè, rất dễ tìm, gọi là crystal or vegetable soft thinner. Loại mỡ này không có béo đâu và rất là trong trắng. Để pha chế món ăn thì mình có thể dùng mỡ nấu nhiều món lắm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu pha bột. Gói bột thì mình sẽ bỏ ra một cái tô. Và sau đó mình sẽ dùng cái nước dừa. Mình sẽ dùng là 200ml bằng 1 cup. Nhưng nước dừa vào mùa đông đó, mình để ở trong nhà nó đông đặc lại, cho nên khi mà mình khui nước dừa thì phải quậy cho thật là đều nha. Rồi bắt đầu mình mới trộn bột. Rồi bây giờ mình trộn bột nha. Cái bột thì mình đã bỏ vào cái tô. Mình sẽ dùng ở đây là một chai bia. Bia
khi mình trộn bột thì nó sẽ có cái bọt. Không sao, mình cứ quậy một hơi là hết. Và sau đó mình sẽ dùng cái bia này nè. Mình đông 2 chai nước như vậy luôn. Đó là cách đông lượng nước cho vào bột. Đây là một chai nước đầu tiên mình cho vào. Rồi sau đó mình cho thêm một chai nữa. Như vậy là mình có tổng cộng là 3 chai. Một chai bia, 2 chai nước lạnh. Như vậy là xong rồi. Mình trộn hết tất cả cho thật là đều nha. Món bánh xèo là một món khi gia đình đông người ăn rất là vui, nhưng chỉ khổ cho cái người đổ mà thôi. Mỗi khi mình đổ bánh xèo, gia đình hay thường nói, sao mom không ngồi xuống ăn mà cứ đổ hoài vậy, mình lại nói mình thích đổ nhưng không thích ăn. Rồi, bây giờ mọi thứ mình đã trộn đều hết rồi, bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào nè. Vừa đổ vừa quậy như vậy thì nó mới tan đều hết với nhau. Sau khi mình đã trộn hết rồi đó, thì mình sẽ để cho bột nghỉ thời gian càng lâu càng tốt. Khi mình đổ thì sẽ rất là ngon. Trong gói bột thì người ta đã có bột nghệ rồi, nhưng lúc nào mình cũng cho thêm vào. Đây là cái hộp bột nghệ hôm bữa mình đi mua ở chỗ GDD Discount đó, mình có làm một cái video rồi. Rẻ lắm, trong đó bán nhiều đồ rẻ và đẹp. Mình sẽ lấy ra nè, bỏ vào một cái hộp nhỏ đi, khi nào cần thì mình lấy dùng. Trong cái tô bột này đó, mình sẽ cho vào đây là 1/4 teaspoon, cho vào luôn, quậy đều. Rồi mình sẽ để cho bột nghỉ. Nếu mình đổ bánh xèo biết trước ngày mai thì hôm nay mình quậy đi, cho vào tủ lạnh. Ngày mai trước khi đổ mình lấy ra 1-2 tiếng để không còn lạnh nữa. Nhưng mỗi khi đổ bánh xèo á, lúc nào mình cũng phải quậy cho đều rồi mới đổ nha. Đây, bây giờ mình sẽ quậy hết tất cả ha. Rồi mình sẽ để ở ngoài. Nếu như hôm nay mình là ủ bánh xèo, buổi sáng mình quậy đi, rồi buổi chiều mình đổ. Ít nhất là 4 tiếng tới 5 tiếng thì cái bột nở rất là ngon. Rồi, bây giờ mình cho thêm hành lá vào nè. Có cái mùi thơm thơm của nước dừa. Mình không có nghe hay có cái mùi của bia đâu. Bảo đảm không có sai. Như vậy là đã xong rồi. Mình sẽ đậy cái hộp này lại để qua một bên. Nói về thịt và tôm thì gia đình mình thích ăn tôm lột vỏ. Còn thịt thì lúc nào cũng phải luộc trước, bởi vì mình xào tôm, xào thịt chung thì tôm chín như thịt chưa chín đâu. Vì đây là cách mà mình lúc nào cũng làm như vậy. Mỗi khi nấu những món ăn mà có thịt để xào thì mình lúc nào cũng trụng sơ và rửa cho thật là kỹ. Đây là cái hũ ớt tỏi, trong này có nước mắm nha. Mình trộn đều như vậy đó, để xong tủ lạnh. Làm những món ăn pha chế rất là ngon mà không có bị hư đâu. Còn nước mắm thì mình dùng cái loại Red Bull, loại này ngon lắm. Còn cô chú và các bạn có thể dùng những loại nước mắm khác. Với công thức ngày hôm nay mình dùng rất là đơn giản. Đây mình sẽ dùng cái giá như thế này nè. Mình cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Rồi mình sẽ dùng cái nước ấm ấm. Hoặc là nước nóng cũng không sao. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng nước. Mình quậy cho thật là đều, cho tan hết đường. Với công thức làm nước mắm như vậy thì chỉ có 2 vợ chồng ăn. Còn nếu gia đình mình ăn đông thì cứ dùng một cái gì lớn rồi đông lường như vậy thì nó dễ hơn. Rồi mình đã tan đều hết rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây là nửa phần canh nước mắm trộn vào. Cô chú và các bạn phải nhớ nêm lại cho vừa ăn nha. Rồi mình sẽ dắt vào đây chút xíu chanh thôi. Mình không có muốn nước mắm bánh xèo có mùi chua nhiều lắm, không có ngon đâu. Chỉ hơi chua chua là được rồi. Vì gia đình nếu thích đó thì làm đồ chua bỏ vào. Đây, ớt và tỏi, trong này cũng có tí xíu nước mắm rồi. Như vậy là mình đã trộn mọi thứ đều, sau đó thì tỏi, ớt, nước mắm sẽ hòa quyện với nhau nổi lên trên mặt. Bây giờ nói về rau một chút xíu ha. Rau thì mình hái ở sau vườn của mình đó. Lá nào, lá nấy, xanh tươi, không có một con sâu,
không có một con bọ, cũng không có cái gì mà bám lên mấy cái lá. Nói về rau, ở khu vườn nhà mình thì mỗi năm đều cho mình rau ăn, không có trồng. Bởi vì cái này mình trồng lâu rồi, nghe nói nó búng lẹ lắm, nhất là rau dấp cá. Cho nên có bao nhiêu thì mình ăn bấy nhiêu. Nói về làm vườn thì cô chú và các bạn hãy vào xem cuộc sống của cô Hồng nha. Mỗi ngày chia sẻ vui, buồn, tâm sự. Nếu cô chú và các bạn thích mình nói về cuộc sống của mình như thế nào thì mình sẽ nói câu chuyện cô bé 13 tuổi 1975. Bây giờ nói về hành có 3 loại. Một loại thứ nhất mình đang xài đó là loại hành trắng. Trước khi làm hành thì mình phải lột vỏ nè, ngâm vào thau nước đá một chút đi, rồi mình cắt ra. Như vậy thì hành nó sẽ giòn. Loại hành thứ hai là màu vàng. Loại hành đó khi cô chú xài đó thì nó sẽ có cái mùi rất là nồng. Cho nên khi mà mình xào những món ăn thì món ăn của mình sẽ có cái mùi hơi khác biệt một chút. Còn có một loại hành nữa đó là hành màu tím. Khi mình ăn những món ăn mà mình trộn hành lá, hành củ thì nên dùng màu tím vì nó có màu sắc rất là đẹp. Nói về trái su su này là một loại su su mình mua ở chợ Mễ. Rất là ngon, giòn và thơm. Nó khác biệt hơn những trái su su của người Việt Nam mình. Bổ nó ra làm hai. Nó đẹp như thế này nè. Màu xanh mà thơm lắm nha. Rất là giòn. Nhất là mình đi nấu những món ăn là canh hay xào với trứng. Món su su này mình sẽ bào ra. Đây là một cái cây đó. Mình mua ở trên Amazon. Các chợ Việt Nam thỉnh thoảng cũng có bán. Còn nói ở Việt Nam thì nhiều lắm. Một cái này là mình đã dùng được rất là nhiều. Cô chú để ý đi, cái lỗ đó biết làm gì không? Để mình lặt rau đó, một cái cọng mình cho vô cái nó tước cái lá ra. Hôm nào làm thử đi. Nhưng chỉ có những loại rau nào mà cái cọng nó cứng nha. Rồi bây giờ mình bào ra như thế này. Bào kéo mạnh xuống thì cái cọng nó dày hơn. Kéo nhẹ nhẹ thì mỏng hơn. Ngắn hay dài là ăn thua mình kéo. Làm đồ chua thì cũng vậy đó. Cô chú cứ làm như vậy. Rồi mình sẽ ngâm sơ chút xíu nước, muối và giấm. Rửa cho thật là sạch. Sau đó thì mình sẽ làm một cái hũ, như là mình sẽ dùng là 5 muỗng canh nước, 1 muỗng canh giấm và nửa muỗng canh đường trộn đều. Sau đó mình cho vào tủ lạnh, khi ăn thì lấy ra. Bây giờ tất cả đã xong hết rồi. Bây giờ mình sẵn sàng để đổ bánh xèo nha. Đây, hành, tôm, thịt. Quan trọng là bột đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Mỗi khi mà mình đổ cái bánh xèo là mình phải quậy bột. Mình không có muốn bột riêng và nước riêng. Và để thử bột thì dễ lắm cô chú, chứ múc lên một giá, thả nó xuống từ từ, nó chảy xuống như giọt nước như vậy là được rồi. Đây là su su, cái màu rất là đẹp luôn. Mỡ, mình có thể mua cái hũ này nè để nấu ăn trong gia đình. Mình nói dầu thì chỉ khi nào chiên cá tùy theo món, nhưng những món khác là mình dùng mỡ, bởi vì mỡ này rất là ngon và thơm. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo. Cái chảo này mình nói cho cô chú và các bạn nha. Mình mua có 10 đồng thôi, ở chợ DDS Store đó. Đổ bánh xèo là 3 trái. Nhỏ hay lớn thì tùy mình, nhưng chiều cao chỉ có khoảng 1 inch thôi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh mỡ nè, rồi mình sẽ cho thịt vào. Như vậy là xong. Thịt, tôm và hành mình sẽ xào sơ sơ thôi. Để mỗi thứ mình cho nó đều. Như vậy thì khi mình đổ bánh xèo, rất là nhanh và ngon, không bị dăng, không bị nhiều dầu mỡ nữa. Đây, bây giờ bỏ vô, xào sơ sơ thôi nha. Cái độ giòn của hành vẫn còn nè, tôm vẫn chưa chín, hơi hồng hồng một chút thôi. Khi mình cho vào bánh xèo thì tôm sẽ chín thêm một chút nữa, như vậy là rất là ngon. Có những loại tôm nhỏ xíu đó, cô chú có thể làm cái loại đó ha. Rồi, bây giờ mình đã đổ hết cái dĩa thịt tôm ra ngoài, cái chảo của mình sẽ dính nè. Bây giờ mình lấy cái giấy á, mình lau cho thật là sạch, như vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh mỡ, rồi cho nguyên một cái giá bột vô nè, đó. Bây giờ mình lắc cái chảo nha, lắc cho thật là đều, mà cái lửa là phải lửa cao. Sau đó thì mình mới bắt đầu cho lửa lô nhất. Đây, bây giờ mình dặn lửa xuống cho cô chú và các bạn xem nè. Đó, như vậy đó. Cứ mỗi lần đổ là mình đều làm như vậy nha. Rồi,
Bây giờ mình để cái chảo xuống ha. Bắt đầu cho thịt vào. Thịt cho nhiều hay ít là tùy mình. Nếu nói bánh xèo chay thì cũng rất là đơn giản thôi. Mình mua củ sắn hay củ su su hay giá nè là điểm chánh. Còn nhân thì mình sẽ làm đậu hũ chiên, mình cắt mỏng ra hay là nắm, như vậy là được rồi. Còn nói về nước mắm thì mình sẽ pha, mình sẽ lấy một cái chén rồi mình cũng đong nước như lúc đầu mình làm. Cho vào đó 1/4 muối, quậy cho thật là đều. Sau đó cho vào đó nửa muỗng canh nước tương, quậy lên hết. Cho ớt, cho tỏi vào. Khi cô chú ăn như là nước mắm, cái màu cũng đẹp như vậy đó, mặn lắm, ngon ngon, ngọt ngọt. Cho chút xíu chanh vào, như vậy là được rồi. Bây giờ coi cái bánh xèo của mình nha. Cái vòng ngoài bắt đầu nó bung lên. Thì bây giờ mình mới cho thêm mỡ chung quanh của cái chảo. Để làm một món bánh xèo như vậy, không có khó đâu. Cô chú và các bạn làm thử đi. Ngon lắm. Phải nói là gia đình mình mỗi khi mà đổ bánh xèo cũng đã chia sẻ rồi. Nói làm không có ngon bằng mình. Mình nói bởi vì á phải để ý một chút. Cách đổ bánh xèo rất là quan trọng. Nhưng đổ được một lần rồi là như vậy. Sau này mình cứ đổ như vậy là được rồi đó. Khi bỏ giá vào thì giá vẫn còn giòn. Tôm vẫn ngọt. Thịt thì chắc chắn là sẽ chín rồi. Bây giờ coi nè, ở dưới cái chảo của mình không có một chút xíu dầu, cũng không có chút xíu mỡ nào hết. Đó là cách thức chiên bánh xèo. Còn làm bánh khọt thì cũng như vậy luôn, không khác gì hết. Cùng một loại bột, cách đổ thì cũng giống như nhau. Đây, bây giờ mình lật ngược nè, cô chú coi cái chảo đi. Không có một miếng mỡ nha. Chia sẻ công thức. Không phải là bí quyết mà là cách làm, chia sẻ cho nhau để vui, món ngon cuối tuần. Đã chia sẻ thì phải chia sẻ cho thật lòng, làm là phải thành công chứ không được thất bại. Như vậy là xong rồi. Cái thứ hai, mình cũng làm giống như vậy luôn, mình chỉ cho su su vào. Đó, cô chú thấy chưa, các bạn có thấy không? Công nhận là cô giỏi thiệt ha. Nấu ăn mấy chục năm rồi. Chứ không phải lần đầu đâu, vì nấu ăn là si mê của mình. Trong cuộc sống, nấu ăn, làm vườn, đó là hạnh phúc của mình đó. Nhất là khi chia sẻ. Nói đến những món ăn thì mình biết nhiều món lắm. Nếu cô chú và các bạn thèm món gì, nói với mình chia sẻ. Rồi, cái này mới là đặc biệt nè. Ông xã mình ăn bánh xèo là phải có trứng gà. Cô chú thử đi, ngon lắm. Mình cho một cái trứng vào đây. Mỗi khi bạn bè tới nhà hay ai mà được mình đổ bánh xèo ăn cũng nói với mình một câu: nhà có trứng gà không? Có cần mình đem trứng gà tới không? Mình nói là không, nếu không có trứng gà thì sẽ không đổ bánh xèo. Chứ không phải là không có tôm, có thịt. Rồi như vậy là mình sẽ lấy bánh xèo cái thứ hai ra nè. Rồi đến cái thứ ba và cái thứ tư. Như vậy là mình đã đổ xong hết tổng cộng là 5 cái rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ hai cái bánh xèo đặc biệt mà mình làm hôm nay. Cái thứ nhất là phải nói là cái mình dùng su su để nấu. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình kiểu mình nấu món bánh xèo su su. Nhìn cái su su này cô chú biết không, ngon lắm, giòn, giòn lắm. Rồi qua bên này là giá nè, giá thì cũng ngon lắm. Rồi như vậy là mọi thứ đã sẵn sàng. Cái vành của bánh xèo rất là giòn luôn. Cháu ngoại của mình thích ăn bánh xèo là vòng ngoài chứ không phải là vòng trong. Rồi, cuốn bánh xèo, trồng cái bánh chán. Ăn rất là ngon, gọn. Còn người Việt của mình thì rất là thích ăn nhiều loại khác nhau. Có người thì thích cuốn, có người thì thích ăn không, hoặc là làm với rau. Bây giờ, mình mời cô chú và các bạn cùng ăn bánh xèo với mình nha. Nói đến bánh xèo thì phải nói rau cải xanh. Nhưng mình không có, hoặc là một lá chua. Nói rau thì đa dạng, nhưng mình thì đơn giản lắm. Có sao thì ăn vậy, có ăn là vui lắm rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nửa cái nè, cuốn vào rau. Một món ăn mà phải nói người Việt Nam mình ai cũng thích hết. Mình nấu đồ ăn Việt Nam nhiều hơn là đồ Mỹ. Cô chú nhìn cái vỏ bánh xèo nè, quá là ngon luôn ha.
nói một chút trong cuốn video này. Mình sẽ kể những câu chuyện cuối tuần cho cô chú và các bạn. Mỗi tuần thứ sáu là mình sẽ kể một câu chuyện. Kể đó là chuyện cô gái 13 tuổi 1975. Video đến đây thì cũng đã dài rồi. Mến chúc cô chú và các bạn cùng với gia đình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, cho nhau nụ cười. Và đừng quên subscribe, like và share.